Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, chúng ta đã sang cái tháng cuối của mùa thu và chuẩn bị bước sang một mùa đông giá lạnh. Thầy nghĩ trời có thể lạnh, nhưng mong sao tình người không có lạnh. Cây lá có thể rụng tàn, nhưng mong sao đạo không tàn. Trước hết, Thầy xin chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc đến toàn thể đại chúng trước khi chúng ta nghe Pháp. Kính thưa đại chúng, người xưa có câu: xuân sinh hạ trưởng, thu liễm đông tàng. Xuân sinh ấy, tức là mùa xuân ấy, thì muôn cây và sinh trưởng. Và có thể muôn thú cũng thường sinh sản vào mùa xuân, gọi là mùa xuân là mùa sinh sôi nảy nở, cây cối đâm chồi vào muôn loài để sinh sôi, gọi là xuân sinh. Hạ trưởng nghĩa là đến mùa hạ là nó trưởng dưỡng, nó lớn mạnh. Chúng ta thường thấy mùa hạ thì cây cối cũng xanh tươi, mùa xuân thì cái xanh của nó là xanh còn non. Nhưng đến mùa hạ, có nắng, có mưa thì cây nó xanh tươi và lá nó xanh đẫm, đấy, gọi là trưởng. Thế thì đối với loài người, loài vật thế, thì cái mùa hạ nó tượng trưng cho cái lúc mà trưởng thành, trưởng thành. Rồi đến mùa thu là cái mùa này này, thu thì liễm, liễm tức là thu thúc về. Nó thu tàng là ẩn tàng, bắt đầu nó rút về. Cây cối thì nhựa bắt đầu nó rút dần về dưới gốc. Đấy, nó rút dần về dưới gốc. Nó không có phát triển ra cành lá nữa. Đấy, là mùa thu gọi là liễm. Mà thì vạn vật cũng thế, cái mùa thu là nó rút lại, bắt đầu co lại. Gọi là thu liễm. Đông tàng, tàng chứ không phải là tàn. Mùa đông thì bắt đầu nó tàng, nó cất chứa. Cây thì nó cất nhựa xuống dưới gốc, ẩn xuống đấy để cho chuẩn bị hết cái mùa đông thì nó lại đẩy cái nhựa lên để nảy lộc đâm chồi, cho nên gọi là đông tàng. Thế nhưng đối với các cái loài động vật thì mùa đông cũng thường cũng lại là cái mùa bắt đầu chúng chuẩn bị cho cái việc sinh sản để thụ thai, rồi đến mùa xuân thì chúng sinh sản. Đấy, cho nên người xưa người ta đã đúc kết cái kinh nghiệm. Tất nhiên trên thế giới thì cũng có những nước họ không có đủ bốn mùa như chúng ta. Nhưng đất nước chúng ta có đủ bốn mùa xuân hạ thu đông. Có nước người ta chỉ có hai mùa, mùa mưa mùa nắng thôi, người ta không gọi một xuân hạ thu đông. Nhưng đây là kinh nghiệm các cụ người xưa đúc kết. Xuân sinh, hạ trưởng, thu liễm và đông tàng. Đấy, để chúng ta hiểu tất cả những cái này ấy, nó cũng nói lên cái gì? Nói lên cái quy luật sinh hóa vô thường của vạn vật. Trong đạo Phật chúng ta gọi là sinh, trụ, dị, diệt. Sinh ra và lớn lên gọi là trụ, dị là bắt đầu biến đổi, và diệt tức là ẩn đi mất, diệt đi mất. Đấy, gọi là bốn cái giai đoạn của một cái sự phát triển. Mà có lẽ bất kỳ một sự vật, một hiện tượng nào nó cũng tuân theo đúng bốn cái giai đoạn này: sinh, trụ, dị, diệt, hay gọi là sinh, thành, hoại, diệt. Cái nào cũng vậy đấy, có bốn cái chu kỳ này: sinh, thành, hoại, diệt. Các cái sự vận động của xã hội cũng thế, một xã hội cũng có bốn cái giai đoạn này: giai đoạn sinh, rồi giai đoạn hình thành, rồi phát triển, rồi giai đoạn suy tàn và đến giai đoạn diệt mất. Hình thái chính trị, kinh tế, xã hội cũng có những cái chu kỳ như vậy. Con người chúng ta, tình cảm của chúng ta, tâm tư của chúng ta nó cũng sinh, trụ, dị, diệt đấy, thưa đại chúng. Cho nên đây là một cái quy luật phổ quát của tất cả vũ trụ nhân sinh, chứ không phải là một cái chuyện riêng. Hôm nay nhân cái câu chuyện cuối thu, tháng 9 là tháng cuối của mùa thu rồi, và hết tháng 9 là chúng ta bước sang mùa đông. Thầy chia sẻ cái điều này với đại chúng để chúng ta thường nhớ, thường chiêm nghiệm về cái sự vô thường của cuộc đời. Vô thường cuộc đời
đời người ấy, thì đến 50 tuổi là người ta bắt đầu nói là bước sang nửa bên kia của cuộc đời rồi đấy. Vào, thực ra nói là 40 mấy tuổi là đã sang nửa bên kia rồi, chứ còn vào mấy ai sống được 100 tuổi đâu. Cho nên thầy nghĩ là ngoài 40 là đã gọi là bước sang nửa bên kia của cuộc đời rồi. À, là đến cái giai đoạn gọi là dị rồi, và sắp sửa đến giai đoạn là diệt rồi đấy. Thì chúng ta phải thường nhớ. Đức Phật, giáo pháp Đức Phật thường nhắc nhở chúng ta phải nhớ cái vô thường. Hàng ngày trên chùa buổi tối thỉnh chuông, các thầy đều đọc cái bài chuông ngày hôm nay đã qua, là mạng sống giảm dần như cá cạn nước, có gì là vui đâu. Đại chúng phải siêng tinh tấn như cứu lửa cháy đầu, chỉ nhớ vô thường chớ có buông lung, là nhắc cái lẽ này đấy. Chúng ta ngắm nhìn thời tiết, chúng ta cũng nghĩ đến thân mình. Như thầy bây giờ là cũng sang bước sang cái nửa bên kia của cuộc đời rồi đấy. Đại chúng, ngày nào còn một chú bé chạy lon ton mà theo mẹ đi chợ, mà bây giờ đã bước sang nửa bên kia cuộc đời rồi. Nó là sự thật. Chúng ta phải ngẫm cái điều đó. Ngẫm như thế để mà chúng ta lo tu, không buông lung được nữa. Vì thời gian không hẹn ai, không chờ ai. Thần chết không hẹn ai cả. Sinh thì có kỳ có hạn đấy, nhưng mà tử quả thật là bất kỳ, không biết lúc nào. Nhất là trong cái đại dịch Covid vừa rồi, biết bao nhiêu người đâu có biết rằng mình sẽ ra đi trong cái đại dịch này, không hề biết trước, đâu có ngờ đâu, không có ngờ. Chúng ta rất nhiều cái chữ đâu ngờ vào trong cái cuộc đời này, nó rất nhiều cái rất là bất ngờ đến với chúng ta, nên chúng ta phải luôn luôn ở cái tư thế sẵn sàng chuẩn bị trước. Chính việc tu học của chúng ta là việc sẵn sàng chuẩn bị trước đấy, để đón những cái nó bất ngờ nó đến với mình, thưa đại chúng. Và kính thưa đại chúng, quả thật cái thế giới này của chúng ta nó mênh mông vô tận. Cái trí phàm phu của chúng ta không thể nào thấu suốt được. Mà thời gian vô tận, không gian vô cùng, không ai đo được quá khứ từ bao giờ. Và tương lai cũng không ai biết được thời gian nó chấm dứt ở đâu. Nó không có đầu, nó không có cuối. Cho nên gọi là thời gian là vô thủy và vô chung. Vô thủy là không có đầu, vô chung là không có cuối. Không gian thì vô cùng vô tận. Không ai đi hết được cái bầu trời mênh mông này. Không ai đi hết được. Thưa đại chúng, các nhà khoa học của chúng ta, họ muốn khám phá thế giới ấy, thì họ tìm cái cách là họ bay ra ngoài, bay ra khỏi trái đất chúng ta, đi tới các tinh cầu xa xôi, như là đến mặt trăng, đến sao nọ sao kia, để khám phá thế giới. Họ tìm xem thế giới nó thế nào, nó tận cùng ở chỗ nào. Họ đi thế để họ khám phá. Cho nên họ chế ra những con tàu vũ trụ đấy, con tàu vũ trụ phóng lên để đi khám phá thế giới. Thế nhưng mà chúng ta biết cái vũ trụ này nó vô tận, đến bao giờ mới đi hết để mà khám phá được hết cái thế giới này. Đại chúng thấy không? Cái lẽ thật là cái không gian này nó vô tận, không thể nào mình đi cho hết được. Mình đến chỗ này mình bảo đây là cuối cùng, thì phía bên ngoài cái đấy lại là vẫn còn bên ngoài mà, có bao giờ hết cái bên ngoài của chúng ta đâu. Ví dụ mình bảo đến cái bờ tường của cái chính điện này là hết, nhưng không, chưa hết, lại còn có cái bên ngoài cái bờ tường này. Cho nên quả thật là không gian vô cùng tận, không thể đi hết được. Thế rồi khi mà họ đi ra ngoài khám phá, họ thấy cũng chưa đủ, họ lại quay về để khám phá cái thế giới vi mô. Các nhà khoa học ấy, họ khám phá từ phân tử, nguyên tử đến hạt nhân, rồi họ bắn phá các cái hạt nhân biến để xem là cuối cùng của cái thế giới vật chất này nó là cái gì. Thưa đại chúng, họ đã có những cái máy gia tốc hạt để họ bắn phá hạt để mà xem cái hạt nhỏ nhất đó là cái gì. Ngày xưa một số các nhà triết học và khoa học thì họ nói là phân tử là nhỏ nhất, nhưng sau này khi mà phát triển, khoa học phát triển lên, thì họ thấy phân tử chưa phải là nhỏ nhất, nguyên tử lại nhỏ hơn phân tử, nguyên tử cấu tạo lên phân tử. Chứ đến khi mà phát triển, khoa học phát triển nữa thì lại thấy nguyên tử cũng chưa phải là thành phần nhỏ nhất, lại có những cái thành phần nhỏ hơn nguyên tử, nó cấu tạo lên nguyên tử. Đó là có, tức là nó có các điện tử và các cái hạt nhân. Thế rồi sau đó thì trong hạt nhân họ lại bắn phá hạt nhân lại ra những cái hạt khác nữa.
rất nhiều, rồi họ lại bắn phá những cái hạt nhỏ đấy nữa. Bây giờ họ bắn phá rất là nhiều, và cuối cùng á, họ bắn phá thế nào thì cuối cùng thì đến lúc cái hạt nó biến đi vào. Họ không còn thấy hạt nó là cái gì, nó biến đi mất, nó thành một cái dạng gì đấy mà họ cũng không thể hiểu nổi. Bản chất của vật chất nó cuối cùng là cái gì? Nguyên tử cũng không phải, điện tử cũng không phải, hạt nhân cũng không phải. Nào, hạt quắc, hạt gì đấy cũng không phải. Cuối cùng nó biến đi, nó biến thành một cái dạng gì đấy, họ chưa biết được. Và họ cũng chưa thể kết luận cái bản chất thật của thế giới vật chất này nó là cái gì. Và thưa đại chúng, đúng là khoa học đến chỗ này thì cũng đành phải bó tay. Không biết được cái thực chất của thế giới vật chất này nó là cái gì, họ không biết được. Lúc đó là ngoài cái tầm của các nhà khoa học rồi, không thể biết được nữa. Đấy. Và cũng thưa với đại chúng là khoa học ngày nay thì quả thật là rất tinh vi, rất hiện đại, tối tân. Thế nhưng mà cái con đường ấy vẫn là một con đường vô định. Không biết sẽ đưa nhân loại chúng ta đi đến đâu. Cứ khám phá, cứ phát huy. Nhưng rồi nhân loại, con người chúng ta, loài người chúng ta sẽ được dẫn dắt đi đến đâu? Và có thể nói khoa học đến thời bây giờ cũng là rất là tối tân, rất là hiện đại rồi đấy. Chế tạo được ra cả người máy thông minh, trí tuệ thông minh không khác gì con người, mà có khi còn thông minh hơn con người. Người máy biết nói chuyện, biết cười, phải không? Biết pha trò, biết phục vụ, biết dự đoán. Đấy, như cô người máy Sophia đấy, mà đã được gọi là cấp cả coi như là quốc tịch đấy. Đại chúng, cấp quốc tịch cho cô đấy. Rồi cô đã có lần có về Việt Nam mình, có dự cái hội nghị ở Việt Nam rồi đấy. Hôm có cả thủ tướng đến dự, các nhà khoa học, bộ trưởng đến dự. Cô phán đoán, dự đoán về cái giải bóng đá quốc tế rất là chính xác đấy, rất là thông minh. Vào rất thông minh. Cô nói là tôi không có giới tính. Đã có một thời cô phát biểu là cô sẽ hủy diệt loài người, nhưng sau đó thì chắc là mấy người chế tạo đã cài lại chương trình, cô bảo không, tôi cũng không hủy diệt loài người. Đấy. Tất nhiên cái người máy mà nó thông minh đến cái mức rất thông minh, nó có thể tự sửa chữa nó, tự nâng cấp nó, thì có thể có nguy cơ có khi nó sẽ hủy diệt loài người. Nào, mặc dù nó không biết hủy diệt loài người để làm gì, nhưng mà nó lập cái chương trình thế, nó có thể nó hủy diệt loài người. Nên thưa đại chúng, khoa học bây giờ tối tân đến như vậy đấy. Ai có theo dõi các chương trình thấy rất là tối tân. Và bây giờ thì mấy nước như Nhật Bản, Hàn Quốc người ta chế tạo những cái gọi là người máy búp bê. Đấy, thế và bây giờ là có nhiều chàng thanh niên là không thèm lấy vợ nữa, đi cưới người máy. Đấy, mua búp bê người máy về, thế là ở với người ta, làm đám cưới với người máy búp bê. Thưa đại chúng, như vậy đấy, thì chúng ta thấy khoa học thực sự là nó dẫn loài người đến đâu là cả vấn đề, đúng không? Và mình thấy thì khoa học tuy là nó có cái tiện ích cho con người thật, rất là thuận lợi cho con người nhiều mặt, thế nhưng bên cạnh đó nó cũng gây không ít những cái đau khổ cho con người. Đấy. Sự hiện đại càng tối tân bao nhiêu thì sự hủy diệt nó lại càng to lớn bấy nhiêu. Đấy, chúng ta thấy nhớ cái câu chuyện quả bom nguyên tử vào của Mỹ đấy, mà ném xuống Hiroshima, Nhật Bản đấy, vào đã giết chết và để lại cái di chứng cho biết bao nhiêu con người. Nó là sản phẩm của khoa học hiện đại đấy. Vào. Thế rồi các cái chất độc hóa học vào, rồi vũ khí sinh học đấy, ở Việt Nam mình thì qua cái cuộc kháng chiến chống Mỹ đấy, vào chất độc da cam để lại di chứng cho bao nhiêu con người, bây giờ vẫn còn những nạn nhân chất độc da cam. Thôi rồi vũ khí sinh học, họ tung ra các loại vi khuẩn, virus, vi trùng để mà hại nhau, vào hại kinh tế của nhau và hại cả con người, đất nước của nhau. Đấy đều là sản phẩm của khoa học này hết đấy, thưa đại chúng. Đó. Và như vậy chúng ta mới thấy tiện nghi á, khoa học giúp cho chúng ta tiện nghi. Thế nhưng mà có khi nhiều khi á, do tiện nghi quá mà con người sinh ra lười biếng, thụ động. Vào. Và chúng ta bị lệ thuộc vào cái thế giới vật chất càng nhiều hơn. Đó. Con người bây giờ đấy, do tiện nghi quá, sinh ra lười biếng, thụ động. Rất nhiều cái bệnh của thời đại bây giờ nó sinh ra, vào bệnh của thời đại bây giờ sinh ra đấy, là do cái những cái tiện nghi của mình nó nhiều quá, con người nó không có được sống tự nhiên, không vận động như ngày xưa,
cho nên sinh ra rất nhiều cái bệnh của thời đại công nghệ hiện đại bây giờ đó. Thì thưa đại chúng, vậy thì cái câu hỏi là liệu khoa học nó có thật sự đem lại cái sự giác ngộ cho con người và đem lại cái hạnh phúc chân thật cho con người hay không? À, đây là một câu hỏi rất là nan giải, và thực sự là như vậy thưa đại chúng. Và thầy cũng xin gác lại cái câu hỏi này chỗ này, vì nó là cả vấn đề rất dài. Khoa học có tiện ích cho con người mà thuận lợi cho con người, nhưng nếu không biết dùng nó, không có một cái tâm tốt, thì khoa học lại trở thành cái làm khổ con người, làm hại con người, như những điều thầy vừa kể. Thưa đại chúng, mới có đúng không đại chúng? Và kính thưa đại chúng, Phật Pháp của chúng ta thì lại rất là khác. Đức Thế Tôn của chúng ta hơn 2.500 năm về trước, và Ngài không đi theo cái con đường của khoa học như bây giờ. Và Ngài không đi khám phá thế giới bên ngoài, Ngài không đào vào trong lòng đất khám phá lòng đất, Ngài không đi nghiên cứu nguyên tử, phân tử, Ngài không làm, Ngài không mở phòng thí nghiệm để nghiên cứu những cái đó. Nhưng mà Ngài đã đi khám phá. Mà khám phá cái gì? Khám phá chính mình rồi đó. Ngài rời bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con yêu, cắt mái tóc xanh, chút bỏ hoàng bào, khoác lên thân mình cái áo của người khất sĩ, ra đi vào rừng sâu núi thẳm, tầm sư học đạo, tìm cầu chân lý, và quyết khám phá cho ra cái sự thật ở nơi mình. Nó là cái gì? Khám phá chính cái nguồn tâm này này, để xem bản chất nó là cái gì. Đấy, Ngài đi bằng con đường như vậy, khác hẳn các nhà khoa học bây giờ. Và con đường của Ngài gọi là con đường khoa học tâm linh, nếu gọi là con đường khoa học về tâm linh, khác hẳn cái khoa học về vật lý, vật chất bây giờ. Nó rất là khác. Thế và kính thưa đại chúng, và thật là kỳ diệu, nhờ tất cả những cái công đức ba la mật mà Ngài đã tích lũy được đầy đủ viên mãn, nhờ sự nỗ lực và ý chí phi thường mà cuối cùng Ngài đã chinh phục được cái tâm ấy và khám phá được cái tâm ấy. Một cái cánh cửa, mọi cái cánh cửa bí mật của thế giới huyền diệu này đã mở toang trước mắt của Ngài. Và sau 49 ngày thiền định dưới gốc cây Bồ Đề, thì mọi cái cánh cửa bí mật của cái thế giới này đã mở toang trước mắt Ngài hết. Ngài thấy rõ tường tận tất cả, và Ngài trở thành một bậc toàn tri toàn giác, bậc thế gian giải, và bậc chính biến tri, tức là thấy khắp, biết khắp tất cả. Và Ngài trở thành ánh sáng đại quang, ánh đại sáng đại minh, trở thành con mắt lớn cho thế giới này. Và Ngài soi rọi, soi sáng cho thế giới, cho nhân loại chúng ta và cho muôn loài chúng sinh. Đấy, thưa đại chúng, Ngài lại đi một con đường mà khám phá chính cái tâm của mình thôi, mà lại thấy được tất cả mọi cái. Đấy mới là cái điều đặc biệt. Và nếu thật nhân loại chúng ta biết trân quý, lắng nghe lời dạy của Ngài, thì chắc chắn chúng ta sẽ vơi bớt biết bao nhiêu cái nỗi khổ, niềm đau, và thế giới này sẽ được tồn tại lâu dài, an lạc và hạnh phúc hơn rất nhiều. Có đúng không đại chúng? Đó, ở đây thầy nói để thầy giữa cái con đường đi của khoa học hiện đại với cái con đường đi của khoa học tâm linh mà Phật Pháp chúng ta đang đi đấy, đang chọn lựa. Tăng Ni và Phật tử chúng ta cũng là đi vào cái con đường khám phá tâm linh. Nó là một con đường khám phá, khai phá để tìm cho ra sự thật, ra cội nguồn của sự sống này. Nó đặc biệt lắm. Thế nhưng mà đâu, thế giới họ đâu có ngờ đâu. Đức Phật nói là ngay trong cái thân một trượng sáu này thôi mà chúng ta sẽ thấy được cả thế giới cơ mà. Chứ đâu phải đi bay vào cung trăng, bay lên sao Mộc, sao Kim đâu. Bay ra ngoài các cái thiên hà khám phá đâu. Không phải. Hay đào sâu trong lòng đất mới khám phá. Cũng không thể thấy được tận cùng của thế giới này. Mà quay lại chính nơi cái thân tâm này thôi mà chúng ta có thể thấy được, khám phá được toàn bộ thế giới. Đấy là cái điều rất đặc biệt. Thì kính thưa đại chúng, Đức Phật sau khi Ngài đạt đạo
với cái thiên nhãn siêu nhiên và thuần tịnh, Ngài thấy rất rõ cái pháp giới này nó không phải đơn thuần chỉ có mỗi loài người mình với cái loài súc sinh đâu, nghe không? Mà Ngài thấy có 10 cõi giới mà chúng sinh tồn tại hiện hữu trong đó, 10 cõi. Có cõi giới hữu hình và có những cõi giới vô hình với cái con mắt của chúng ta. Có những cõi giới hữu hình là mắt chúng ta thấy được, như loài người, như loài súc sinh, trâu bò, sâu kiến, chúng ta thấy được là hữu hình. Còn có những cái cõi, những cái loài nó vô hình, mắt thịt của chúng ta không thấy được. Và đó, đấy là một cái sự thật mà cái con mắt siêu nhiên của Ngài, thiên nhãn siêu nhiên thanh tịnh đấy, trong kinh gọi là thiên nhãn siêu nhiên và thuần tịnh, Ngài thấy được các cái cõi giới này. 10 cõi giới đó là những cõi nào? Thầy xin kể để cho đại chúng cùng nghe. 10 cõi giới, cõi cao nhất đó là cõi giới của chư Phật. Và cõi giới hay cảnh giới của 10 phương chư Phật. Đó, cái cảnh giới này thì nó siêu việt và khỏi cái tầm suy tư của chúng ta. Chúng ta không thể suy tư tới được, không thể tưởng tượng ra được. Gọi là tưởng tượng thì nó một chút chứ cũng không thể nào chính xác được, thưa đại chúng. Đấy là cảnh giới hay cõi giới của chư Phật. Dưới cõi giới chư Phật là cõi giới của các vị Bồ Tát, của các chư vị Bồ Tát. Dưới cõi giới của chư vị Bồ Tát là của các vị Phật độc giác hay gọi là duyên giác Phật. Dưới cõi giới của các vị duyên giác là của các vị thanh văn, các vị A-la-hán. A-la-hán từ sơ quả cho đến tứ quả. Thì bốn cái cõi này gọi là tứ thánh. Phật, Bồ Tát, duyên giác, thanh văn. Đây gọi là bốn cõi thánh, gọi là tứ thánh. Rồi dưới bốn cõi này là đến sáu cõi, gọi là sáu cõi phàm, gọi là lục phàm, gồm có trên là cõi trời. Trời thì có trời vô sắc, cho đến trời sắc giới, và đến cõi trời dục giới. Đấy là cõi trời. Dưới cõi trời là đến cõi thần. Dưới cõi thần là đến cõi người. Đó là ba cõi rồi. Rồi dưới cõi người là cõi súc sinh. Đấy, trâu bò và run sán đều là súc sinh hết đấy. Dưới cõi súc sinh là cõi ma quỷ, gọi là ngã quỷ. Dưới cõi ngã quỷ là cõi địa ngục, là cái cõi cuối cùng và đau khổ nhất. Đó, như vậy trong cái pháp giới vũ trụ chúng ta có đến 10 cõi giới cơ. Chứ không phải chỉ có cõi người với lại loài vật súc sinh đâu. Con mắt của Phật là thấy rõ như vậy đấy, thưa đại chúng. Thấy rất là rõ. Có 4 cõi thánh và 6 cái cõi phàm này. Lục phàm, trời, Atula, người, súc sinh, ngã quỷ và địa ngục, gọi là lục phàm. Trong 6 cái cõi dưới này còn là phàm phu hết, dù là trời cũng vẫn là phàm phu. Thế và thưa với đại chúng rằng rất gần với loài người chúng ta là cõi súc sinh và cõi quỷ thần. Hai cõi này rất là gần với chúng ta. Rất gần với chúng ta và cũng thường hay liên hệ với chúng ta chứ không phải không. Súc sinh thì chúng ta thấy được những cái loài lớn, mắt thường có thể nhìn thấy. Còn những cái loài nhỏ nhít ấy, nhỏ quá chúng ta cũng không thấy được. Những cái con bọ nhỏ, rất nhỏ ta mắt ta không thấy được, nhưng nó vẫn thuộc trong cái loài súc sinh. Thế và thế giới của quỷ thần nữa thì nó thật sự là vô hình đối với mắt phàm phu của chúng ta. Con mắt chúng ta không thấy được thế giới quỷ thần, trừ những bậc thánh thôi, và một số những trường hợp đặc biệt, cá biệt đặc biệt, họ có thể thấy. Thế còn với con mắt thường của người phàm chúng ta này thì khó có thể thấy được cái thế giới của quỷ thần. Thế nhưng mà sự thực thì cái ảnh hưởng của thế giới quỷ thần ấy đến với chúng ta rất là nhiều, thưa đại chúng. Chúng ta không biết thôi, nhưng mà nó ảnh hưởng, nó vẫn tương tác với chúng ta, chứ không phải là không tương tác. Có thể những người theo chủ nghĩa duy vật thì họ có thể chưa tin, hay là những người gọi là chủ nghĩa vô thần thì họ không tin có thần thánh, có quỷ thần. Nhưng mà hàng ngày chúng ta phải chứng kiến, phải gặp rất nhiều những cái câu chuyện tâm linh liên quan đến quỷ thần, nó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Và có những cái chứng bệnh mà
Đi bệnh viện chữa không hết, nhưng mà khi làm lễ tâm linh thì lại khỏi. À, những người bị ma dựa, quỷ nhập, vong hành, lên đồng nhập cốt rất là nhiều đấy, thưa đại chúng. Đó, rất là nhiều. Có những gia đình ấy, thầy có được biết ấy, có gia đình này chết liên tục nhiều người, mà ở thế gian người ta gọi là chết trùng. Mà chết trùng trong một năm, mà trong cái gia đình dòng họ đấy có 5 người chết liền. Mà ông nội chết, xong rồi đến ông trẻ chết, xong rồi đến bố chết, bố chết xong chú ruột chết, chú ruột chết xong đến anh giai chết trong một năm. Thế thì anh này anh sợ quá rồi, không biết làm sao. Lúc này thì thôi chịu đi, các nhà khoa học cũng biết gì mà giải chuyện này đâu. Không biết sao, họ chỉ còn cầu cứu đến cửa Phật thôi. Đấy, thế sau đó thì gia đình tìm về chùa lễ, và sau đó thì cái chuyện đó chấm dứt luôn, hết, không còn tiếp tục. Vì ai cũng nghĩ chắc là ông anh này chết rồi sẽ đến ông em này chết tiếp. Mà sợ đấy. Như vậy một gia đình, một cái dòng đó là từ ông trong họ nên chết 5 người liền trong một năm. Đại chúng thấy có rất là sợ, cả gia đình hoảng loạn luôn đấy. Hoảng loạn luôn, không biết làm sao. Sợ lắm chứ thưa đại chúng. Bất kỳ gia đình nào mà có cái hiện tượng chết như thế này đều rất là sợ, rất là sợ. Đấy, thế gian người ta gọi là chết trùng, rất là đáng sợ. Nhưng mà thực sự nó không phải có ma trùng, mà đây là nghiệp, nghiệp ác khiến nên như vậy. Thế thì cái này thì giới khoa học là chịu chết rồi, bó tay rồi, không biết làm sao. Đó. Họ cũng chịu thôi. Đến hỏi giáo sư nào thì giáo sư đấy cũng chịu, tôi cũng biết đâu, không biết làm nào. Phải không? Bác sĩ thì có thể chữa bệnh được, chứ còn chết trùng thì bác sĩ cũng chịu chết, không biết làm nào. Nhưng câu hỏi cuối cùng họ tìm đến chùa, và chùa thì mới có thể giải quyết được những chuyện tâm linh này cho họ. Và sau đó quả thật là cái hiện tượng đó dừng, đến đó là dừng. Đó. 5-7 năm nay thì không có chuyện gì xảy ra nữa rồi, an lành. Đấy. Thế nên ý, dẫu mà ai nói thế nào, chúng ta cũng không thể phủ nhận được thế giới tâm linh này, nó có thật. Những cái mình gọi tâm linh tức là những cái gì mình vô hình, mình không thấy đấy. Thế mà cứ nói tâm linh ấy là cái gì? Thưa đại chúng, tâm linh ấy chính là chúng ta vậy thôi. Ngay cái nơi thân thể mình đây này, mình có phần tâm linh và phần thể xác và tâm linh. Hay mình gọi là phần xác, phần hồn, phần vật chất và phần tinh thần. Tinh thần gọi là tâm linh vậy đó. Mà, thế sau khi chúng ta chết thì chúng ta trở về với cái cõi tâm linh đấy thôi. Mà bỏ cái thân này ta trở về cõi tâm linh. Ai cũng thế cả, thưa đại chúng. Chẳng lẽ chúng ta thử ngẫm xem, một con người sinh động, sống động như này trên đời, cười nói làm đủ mọi việc như thế này, buồn vui và làm mọi việc thế này, thế mà đến lúc chết một cái lại là mất hẳn, không còn gì cả. Không còn gì cả thì chúng ta thấy nó có vô lý không? Mà mất hẳn không còn gì. Đấy. Có rất nhiều người họ quan niệm chết là hết, không còn gì cả đâu. Vùi xuống đất là thành đất là hết. Và như vậy chúng ta thấy nếu mà suy nghĩ như vậy thì cái cuộc sống này nó thật là vô nghĩa, đúng không? Chết mà là hết thì vô nghĩa quá. Thế thì sống để sống tốt, sống đẹp cũng để làm gì đâu. Vì chết là hết thì người sống tốt, người xấu với người tốt cũng giống nhau. Phấn đấu rèn luyện cũng như giống như cái người chẳng phấn đấu rèn luyện. Vì cái quan niệm sai lầm này cho nên ở thế gian họ có câu gì? Chính chuyên thì chết cũng ra ma mà. Lẳng lơ chết cũng phải đưa ra ngoài đồng. Họ bảo là bằng nhau hết. Sống chính chuyên, trung thủy thì cũng giống bằng cái cô sống lẳng lơ. Người tu dưỡng rèn luyện cũng giống như người không tu. Người có đạo đức với thằng đầu trộm đuôi cướp cũng giống nhau. Đấy đại chúng đấy, cái quan niệm này nó cực kỳ sai lầm. Cực kỳ sai lầm. Như vậy thì nó sẽ dẫn tới xã hội rối loạn, không còn kỷ cương gì hết. Vì chẳng ai cần phải sống tốt, chẳng ai cần phải sống đạo đức, rèn luyện, làm gì cả cho nó mệt ra. Thì cuối cùng đằng nào cũng chết, cũng là thành con số không hết. Không có gì nữa, chết nó là hết như nhau. Sống tốt hay là sống không tốt cũng như nhau. Thế thì bao nhiêu cái điều mà từ muôn thuở các cụ xa xưa gây dựng những điều đạo đức trở thành vô giá trị hết. Vì bảo chết là như nhau hết, phải không? Thế thì không ai cần phấn đấu làm gì cả. Đấy, thưa đại chúng, nó nguy hiểm chỗ này. Đức Phật của chúng ta thì Ngài đã biết rất rõ
và Ngài thấy rất rõ đây là một cái quan điểm sai lầm, tà kiến, Phật gọi là tà kiến chấp đoạn. Có người thì lại chấp thường, nhưng đây là quan niệm chấp đoạn, chết rồi là hết, nghe không? Không còn gì. Và cái quan niệm này nó gây ra biết bao nhiêu cái khổ lụy cho thế gian. Những người đã không tin rằng chết là còn có kiếp sau, họ sống vội, sống gấp, họ sẵn sàng làm tất cả mọi điều tội lỗi để thỏa mãn cái dục vọng của mình. Thưa đại chúng, là cái quan điểm sống này vậy. Đó. Và chính Đức Phật thì Ngài, với con mắt của Ngài, Ngài thấy rất rõ chết không phải là hết. Chết chúng ta chỉ bỏ cái phần vật chất là thân xác này thôi. Còn về phần tâm linh chúng ta lại tiếp tục chuyển di sang một đời sống sau nữa. Vào, gọi là tái sinh, trong đạo Phật gọi là luân hồi. Đó. Có một bài kinh Đức Phật nói thế này: với cái thiên nhãn siêu nhiên thanh tịnh, ta thấy chúng sinh sau khi bỏ thân ở cõi này rồi tái sinh vào các cõi sau, giống như một người đứng ở trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thì thấy có người này đi đến ngã tư rẽ trái, có người này đi đến ngã tư rẽ phải, có người này đến ngã tư đi thẳng. Cũng thế, chúng sinh sau khi chết bỏ thân ở cõi này, có kẻ tái sinh lên trên cõi trời, có kẻ đọa xuống địa ngục, có kẻ tái sinh làm ngã quỷ, có kẻ đầu thai làm súc sinh, có kẻ tái sinh trở lại làm người. Và Ngài thấy rất là rõ luôn, rõ y như người đứng ở trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy mọi người đến đấy rẽ về ngã nào rất là rõ luôn. Đấy, Đức Phật nói rõ đến như vậy cơ mà. Đó. Thế cho nên ấy, hôm nay chúng ta, Thầy muốn dẫn giải như vậy ấy, để muốn chia sẻ với đại chúng là gì? Cái thấy biết của Đức Phật, cái thấy biết trong Phật Pháp của chúng ta nó mới thật là đầy đủ toàn diện về thế giới này, về con người này. Cái nhìn của Phật giáo là cái nhìn toàn diện, tổng thể, đủ hết các nhân, các duyên. Có những cái tội ở trên thế gian, thưa đại chúng, nó thuộc về nghiệp tội. Cái người này vì cái nghiệp này mà họ phải gây tội đấy. Nghiệp nó khiến người ta gây tội. Người ta không thể làm chủ được, người ta phải gây tội. Nó là ân oán trả nợ lẫn nhau, thưa đại chúng. Ân oán đấy. Một cái con hổ ở trong rừng, nó vồ một con nai, nó ăn thịt. Hai con này đều có nợ nần, nợ mạng với nhau đấy. Không phải vô duyên vô cớ đâu, thưa đại chúng. Nó có nợ mạng với nhau đấy. Đó. Nó đều có nợ. Chúng ta đã nghe những bài kinh Phật nói về những cái câu chuyện này rồi. Đó. Cho nên ấy, tất cả cái thế giới này nó diễn tiến ra theo cái quy luật nhân quả nghiệp báo của các loài hữu hình, hữu tình, theo nhân quả nghiệp báo mà ra. Đó. Và chỉ có mắt của Phật mới thấy hết.